10.000. Từng cái căn nó đưa giá ra anh. Thôi đâu mà vậy á trời. Bao nhiêu tiền? 10.000 cũng có, 8.000 cũng có, 9.000 cũng có, 3.000 cũng có, tùy vô cái view anh chọn. Dữ vậy, một căn mà 3.000, 8.000. Một căn 2 phòng. Một căn 2 phòng, 2 phòng tắm á, hoặc là studio nhà em 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì rent nó từ 2.900 cho tới rộng 1.200. Giá sẽ từ 2.900 cho tới 8.400, tùy theo cái view anh chọn. Rồi xong rồi phòng kế nữa từ 3.500 cho tới 9.800. Kế nữa 3.800 cho tới 10.600 đồng. Mắc dữ vậy. Có 2 phòng ngủ và 3.800. Xây thêm nữa nè. Xây chắc chắn luôn. Này ngó cái sông thôi mà. Nhưng mà nó tính cho tương lai chắc. Waterfront à. Chắc là nó sẽ mở rộng thêm nữa đó anh. Rồi khu này sẽ đẹp. Khu này hết đẹp rồi, quay chơi nữa. Columbia nè. Mình quẹo phải không em? Đi về hả? Ừ. Mát đi. Vào đây đi. Head southeast on Columbia Way. In 800 feet, turn left onto southeast Columbia Way. Cái này gắn vậy mà đúng với ai mà gắn trên cái miếng này anh? Gắn sao? Gắn kiếm giống vậy nè, nó mới hít. Thì cái này cũng hít vậy. Thì em nói gắn chỗ này là sai. Gắn chỗ đó nó không hết. Turn left onto Southeast Columbia Way. Ngay chân cầu luôn nè anh. Ờ, có cái đường đi bộ xuống hay gì á. Sát mặt nước luôn kìa. Hay mình đi quay lại. Hả? Đi quay lại. Quay lại đâu? Quay lại cũng đó. Chui xuống cầu hả? Ờ vậy cái đó mình đi rồi. Cái cầu đó anh đi thẳng qua bên kia đó. Đi thẳng qua đâu? Đi thẳng qua cái hôm bữa cái đường mình đi cũng ngay cái chân cầu đó. Ờ vậy. Em quay lại đó. Muốn quay lại không? Thôi. Em nghĩ vậy đó, không biết phải không? Chắc là chỗ đó gì. Nó nói qua chỗ đó đó. Vậy thì cái chỗ hôm bữa mình đi bộ sẽ đi bộ tới dưới này luôn. Mà xa. Muốn thử thì quay lại. Không thì về. Có đi thẳng về A phải đúng không? Cái này nó vẫn yên ắng, không phát triển như cái khu đó anh may ra. Khu này có đồ không? Không có business gì này. Có gì đâu. Quay đường downtown Vancouver. Plain Boulevard.
chỗ Phương Anh rồi. Ừ. Chỗ đi ra chơi tennis xong chạy ra. Ừ. Phải bọc xuống dưới mới ra. Thank you.
sao phải gần lại, nó đâu giống như người phải gần thường lại. phải ngồi trên cây vậy chứ. Ngồi trên gốc cây. Đó cũng là đó, nhưng mà trong cái lúc nó cần ra thì nó đang bay phải đi luôn chứ, nó đâu phải như mình. Em đi máy bay cũng không đúng vậy vậy. Em đâu có bay. Nó đi này nó bay, đang em bay. Em đi máy bay. Nó đang gì tập cánh nó bay mà. Vậy còn thoải mái hơn nữa. Nó nhẹ bụng nó bay còn nhanh hơn. TV coi được chứ. Có đâu coi, anh quay toàn một chạy freeway không?